Thưa quý vị, mưa to, gió lớn ở nhiều địa phương miền Trung từ đêm qua đến nay khiến nước lũ từ vùng cao tràn về, chảy xiết, gây nhiều thiệt hại cả về người và tài sản. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới khu vực phía Nam Trung Bộ, nối vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông nên có mưa to, mưa rất to phổ biến từ 100 cho đến 250mm, có nơi trên 300mm. Tại Thừa Thiên Huế, một nam thanh niên khi đang đi xe máy trên đường bất ngờ bị cây xanh trên vỉa hè đổ xuống hè và đè trúng người bị thương nặng. Đại diện Trung tâm Công viên Cây Xanh Thừa Thiên Huế cho biết đã đưa nam thanh niên này nhập viện cấp cứu. Trước đó, người dân ở xã Hương Vân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế cũng báo cáo chính quyền địa phương hai vợ chồng ngư dân đánh cá trên sông Bồ nghi bị nước cuốn mất tích. Ngoài ra, do nước lên nhanh, hồ Kẻ Gỗ của Hà Tĩnh đã phải xả nước sớm hơn dự kiến 4 giờ. Cụ thể, 5 giờ sáng ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quyết định xả nước hồ thay vì từ 9 giờ như kế hoạch trước đó.